Ô chị ơi, trong hỏi hôm qua cái thằng nhỏ nhỏ nó ở phòng nào nhỉ? Nó đi rồi á? Nó đi lâu rồi? À, đi rồi. Đấy, đi dạng thì đi xuống đi. Còn thêm cảm ơn nhé. Đi. Anh mới hôm qua, anh hôm qua về có bảo gì đâu, nhưng mà chắc là hôm qua lúc đi đường ấy, chắc anh Ngọc anh nhận ra anh mới biết được mày ở đây, hiểu không? Em biết rồi, em vừa xem video xong bố em biết là em ở đây rồi, em chuyển nhà rồi, em không ở đấy nữa. Anh bảo nhá, bây giờ nếu mà mày đã quyết định mà mày đã cố, mày đã muốn kiểu như là không muốn bố mày biết rồi ấy, thì là ok đấy. Bọn anh không ép mày đưa anh vào trong nhà mày, nhưng mà ở đấy thì phải cẩn thận biết chưa? Ăn uống phải đầy đủ. Mẹ mày chẳng may mà mày ngất, mày chết ra đấy thì ai lo cho mày? Nhưng phải tự lo được cho bản thân nhé. Chào mọi người nhá. Chào anh em nhá. Đấy anh em ạ, nói chung là hôm qua thì mình mấy anh Quang Anh về thì không biết hiểu sao là anh Ngọc lại biết được cái chỗ của thằng Mậu ở, thì là thằng Quấn nó có xuống dưới đấy nó đoán thằng đêm qua đưa đi ăn rồi. Đi ăn với cả nó đưa về đây ngủ đấy thì là bây giờ anh em mình nói thật mọi người là cũng xuống xem nó như nào anh em ạ. Đấy. Bây giờ xem ăn uống gì chưa? Vào đi. Vào gọi quay xong nó ở phòng nào xong lên đấy xem nó thế nào. Đấy. Ô chị ơi, trong hỏi hôm qua cái thằng nhỏ nhỏ nó ở phòng nào nhỉ? Nó đi rồi á? Nó đi lâu rồi? Đi rồi. Đấy đi dạng thì đi xuống đi. Còn thêm cảm ơn nhé. Đi. Này đi đâu nhỉ? Hay nó chắc là nó chỉ xuống dưới cái nhà hoang hôm qua thôi. Hay anh em mình phi xuống lấy xem nào. Đi. Có gì nó trong đây thế à? Tự nhiên qua vẻ mấy ông biết thế là nó mới thế, hiểu không? Em không bảo gì đâu kia. Máu ơi. Máu ơi. Máu. Có đâu. Nó có. Hay đăng kia nhỉ? Máu ơi. Đăng kia xem rồi. Đéo có. Thấy tự nhiên biết là trốn mẹ đi. Không hiểu sao biết đéo đâu mà nhìn đâu. Ở đây mà biết đấy. Em có bảo gì đâu. Mày thử gọi em nào. Vãi lìn nè. Nó không muốn về nhà, hiểu không? Gọi xem đâu. À. Có chuông không? Tút rồi. Kéo luôn chặn anh em mình. Anh em ơi. Đéo nghe à? Gọi mẹ số đi. Alo, ai đây ạ? Anh Tiến đây. Ai đây ạ? Anh Tiến đây. Thế mày đang đâu ấy? Anh Tiến à? Ừ. Anh gọi em cái gì đấy? Tao đi xuống dưới này tìm mày không thấy, mày đang đâu? Em đang đâu, anh hỏi làm gì? Mày mày đưa về mày ngủ, mày lại đi đâu ấy? Em đi đâu, em anh đang hỏi em làm gì, anh đang ở đâu? Anh đang ở dưới chỗ nhà hoang ấy. Ở nhà hoang, em không có ở nhà hoang đâu, anh xuống đây làm gì? Thế mày đi đâu rồi? Anh không hề cần phải hỏi đâu. Anh mới hôm qua, anh hôm qua về có bảo gì đâu, nhưng mà chắc là hôm qua lúc đi đường ấy, chắc anh Ngọc anh nhận ra anh mới biết được mày ở đây, hiểu không? Em biết rồi, em vừa xem video xong bố em biết là em ở đây rồi, em chuyển nhà rồi, em không ở đấy nữa.
mẹ mày, mày đưa mày về đi. Về nhà nghỉ rồi xong bây giờ mày lại đi nữa. Em bảo em không thích ở đấy. Thế mày đang ở đâu đấy? Anh nói chung là bây giờ thêm bây giờ mày ở đoạn nào? Ở đoạn nào anh hỏi làm gì? Bây giờ nhá, mày ở đâu tao không cần biết, nhưng mà mày đang ở đoạn nào mày mày có thể mày đi ra ngoài đường anh bên qua anh lên gặp mày xem nào á. Xong rồi Facebook em gọi xem nào. Được chưa? Tao không cần vào cái chỗ mày ở, được chưa? Chỉ lên đấy xem nào thôi. Em đang ở gần nhà, cũng ở gần nhà hoang. Ở nhà hoang nào? Bao nhiêu nhà hoang? Mày ở đoạn nào? Mình chỉ nói cụ thể mà. Bây giờ nhá, không, bây giờ mày nhắn tin qua ấy đi, nhắn tin qua Facebook đi. Không gọi này thì người ta biết, hiểu không? Bây giờ mày nhắn tin qua Facebook xong là anh mới qua anh phi đến nhá. Tại ok chưa? Mày gọi anh lo cho mày thì anh mới hỏi mày, mày hiểu chưa? Được rồi, anh nhắn tin đi. Ờ, nhắn tin nhá. À, nhắn tin đi, nói như mọi người lại biết, hiểu không? Hiểu rồi nhỉ. Xong xem nào, nói nhắn tin rồi anh em mình phi đến đấy xem nào. Nhá. Đi. Ở đây hả? Mà sao vẹ nó biết được khu trong này nhỉ? Khu này sao mà vẹ lên? Đây. Nó chịu mày đấy. Mẹ mày về lồ mò sao mày mò được cái trong mày... cái xóa xỉnh này ấy? Bao lâu của mày đâu? Bao lâu anh hỏi là gì? Em cất rồi, cất ở nhà. Ở nhà nào? Ở nhà nào anh cũng hỏi. Anh ra đây làm gì? Không. Mẹ đi vào đây nói chuyện cho đỡ bụi. Thế mày ở đoạn nào? Em ở xa thôi, anh hỏi luôn, biết anh hỏi. Xa đây thì mày đi ra đây làm gì? Mày đi ra đây bằng cái gì? Em đi bắt xe buýt, đi nhờ người ta xe máy, xe buýt kìa, đẩy ngoài đường kìa. Em đi nhờ ra đấy, em gặp anh bảo anh ra gặp. Nhưng mà mày tìm được chỗ ở rồi gì? Tìm được rồi. Nhà nghỉ có, nó bảo ở đấy sẽ không ở. Mẹ mày đưa ở nhà nghỉ yên ở đấy đi. Không thích. Mày biết vừa tao mới qua anh mẹ mày cứ đâm vào các ngõ mãi mới tìm được đến chỗ này. Thế mày sợ ấy. Mày sợ bố mày tìm thấy à? Hả? Chẳng sợ. Bố đừng có đánh mày đâu. Hôm qua là chẳng may là bọn anh lúc bọn anh đi xuống bọn anh quay chắc là quay vào cái chỗ ấy chắc bố mày mới nhận ra là mày ở đấy thôi chứ còn đâu bọn anh có muốn nói gì với bố mày đâu. Thế đi đưa bọn anh vào chỗ mày ở chưa? À không, em không thích gặp ai cả cho ai biết cả. Thế hôm nay ăn uống gì chưa? Em ăn rồi. Chin nhà người ta mấy quả chuối ăn rồi. Mày ăn độc chuối rồi? Thế thôi. Thế tiền hôm qua bà tao bắn cho thì không biết đừng mua cơm mà ăn à? Em không. Mày. Anh bảo nhá, bây giờ nếu mà mày đã quyết định mà mày đã cố, mày đã muốn kiểu như là không muốn bố mày biết rồi ấy thì là ok đấy, bọn anh không ép mày đưa anh vào trong nhà mày nhưng mà ở đấy thì phải cẩn thận biết chưa, ăn uống phải đầy đủ. Mẹ mày chẳng may mà mày ngất mày chết ra đấy thì ai lo cho mày? Nhiều khách tự lo được cho bản thân nhỉ. Còn đâu mày vào tao vào đến khu vực này bây giờ bố mày chắc còn đâu mới tìm thấy được nếu mà khu này. Tối hôm qua ngủ nhà nghỉ sáng nay chú thanh toán mà nó còn thiếu tiền nhỉ, em cắm ở dây bạc rồi. Cắm dây bạc ở đấy gì? Cắm rồi. Ở cái nhà nghỉ mà mày hôm qua mày ở gì? Hôm qua anh Tuấn đưa em vào ấy. Tao bảo đợi tao xuống tao thanh toán cho mà. Em không thích. Nhà mày. Tí tao về, tí tao mới con anh về tao lấy thôi. Tao bảo ở đấy tao không thanh toán mày đi đang thang. Thế đồ đạc quá chưa? Mà đòi ra ở một mình. À, hay là vẫn cái độc cái ba lô mấy bộ quần áo? Thì thôi đói thì xin đi xin người ta không biết đi xin. Mày nói với mày đi xin được. Thầy nói mãi luôn cũng chỉ thế thôi thật. Thôi đi lên xe anh đèo mày về thôi mày anh về. Em không. Anh đi về đi tí nữa em bắt xe em về. Em không cần biết cho mày. Anh biết chỗ em ở lần hai đâu. Lần này em chẳng có ai biết cả em ở một mình. Mày đúng nhỉ? Nó nghe thôi. Anh đi về đi.
đấy, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, nhưng mà mày không nghe thôi đấy. Còn đâu tao đưa mày về, mày anh bảo nhá, vấn đề ở trong này mà có vấn đề gì thì phải bảo biết chưa. Biết rồi, em khắc bảo. Mà anh về đi, về lại bảo đừng bảo với em vào đây gặp em. Ý, tao bảo làm cái gì? Mày ở vào trong này mẹ tít trong cái xó xỉnh này bảo bố mày cũng không vào biết được. Đi về đi, em. Ê, nghe nghe tao điều về. Mày em không. Nghe mày. Ôi rồi, nàng bướng thế.